Xin kính chào quý khách. Hiện tại office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt tại công ty VFram để gặp gỡ với anh Viết Thanh. Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta biết về quá trình tìm kiếm văn phòng. Xin chào anh. Xin chào. Tôi là Viết Thanh, hiện là quản lý công ty cổ phần VFram. Thì công ty chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và trong năm 2017 thì chúng tôi đã quyết định là chuyển hướng sang lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ 4.0 vào và phân phối và phát triển hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Thì trong quá trình vừa qua thì chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm văn phòng mới, và mình đã phải là sàng lọc rất nhiều. Thì trong quá trình sàng lọc đó thì chúng tôi nhận thấy là Office Sài Gòn là một đơn vị khá uy tín trong vấn đề về tìm kiếm và cung ứng các giải pháp về văn phòng. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm là công ty mình hiện tại đang thuê ở tòa nhà nào không ạ? Thì hiện tại thì công ty VFarm đang thuê tại tầng 5 tòa nhà Lữ Gia, phường 15, quận 11. Dạ, và công ty mình đã thuê được bao lâu rồi anh? Tính đến thời điểm hiện tại thì công ty mới thuê được khoảng 1 tháng và chính thức đi vào hoạt động đến nay là khoảng là 1 tuần. Dạ, thì như anh đã chia sẻ thì anh đã tốn khá nhiều thời gian trong việc tìm kiếm văn phòng. Thì ngoài khó khăn là tốn nhiều thời gian thì anh còn gặp những cái khó khăn nào khác trong việc tìm kiếm văn phòng không ạ? Đó là hiện tại là cái số lượng mà công ty về cung cấp về các giải pháp về văn phòng nó có khá nhiều. Do đó là khi mà mình tìm kiếm đối tác thì mình rất khó để nhận biết được đâu là đơn vị uy tín. Nên là cái việc mà mình mãi mất khoảng là một thời gian dài thì mình mới nhận thấy là Office Sài Gòn có những cái gói sản phẩm rất tốt. Và từ đó thì mình đã liên hệ trực tiếp với bên nhân viên của Office Sài Gòn để mà làm việc với họ và mình cảm thấy rất an tâm. Vậy thì khi liên hệ với đơn vị Office Sài Gòn thì nhân viên của Office Sài Gòn đã hỗ trợ anh những gì trong việc tìm kiếm văn phòng ạ? Đó là đầu tiên phải nói là để vấn đề về cái mục tiêu. Thì khi mà mình đưa ra những cái tiêu chí rõ ràng về cái nhu cầu mình cần tìm kiếm những cái mặt bằng đó, thì các bạn đã sàng lọc và đưa ra cho mình những cái tòa nhà mà mình thấy rất phù hợp với cái tiêu chí ban đầu của mình. Do đó là nó sẽ giúp cho mình được đó là giảm thiểu tối đa thời gian để mà xem lại, rà soát lại những cái mặt bằng đấy. Và sau đó thì khi mà mình đến đây mình xem địa điểm ở đây thì mình đã ra quyết định là mình thuê luôn. Dạ rồi, vậy thì khi sau khi đã tìm thuê được một cái mặt bằng như ý như vậy á, thì anh có lời khuyên nào muốn gửi đến các doanh nghiệp đang trong quá trình tìm kiếm văn phòng không ạ? Thì trong quá trình mà tìm kiếm văn phòng thì mình thấy hiện nay có rất nhiều công ty về bất động sản, đặc biệt là công ty môi giới, địa ốc. Thì để mà mình rút ngắn được thời gian cũng như là cái chi phí cơ hội cho quá trình mình tìm kiếm mặt bằng mới thì có thể lựa chọn Office Sài Gòn. Bởi vì đây là một cái công ty mà mình đánh giá là cái đội ngũ nhân viên khá năng động và nhanh nhẹn trong quá trình mà cung cấp các địa điểm mà mình thấy rất phù hợp. Em cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của anh. Thì qua đây em xin chúc anh và công ty mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Sau này có mở rộng nhân sự và tìm một cái tòa nhà mới thì em hy vọng Office Sài Gòn vẫn là đơn vị mà bên anh tin tưởng. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Văn phòng cho thuê chuyên nghiệp Office Sài Gòn, hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn.